bên chúng ta học phương tiện giao thông nhá. Chúng ta có từ giao thông, là các bạn không cô nào? Giao thông. Giao thông. Giao thông. Giao thông. Nghĩa là giao thông. Ở bây giờ chúng ta sẽ học phương tiện đầu tiên đó là xe taxi, cái lớp đọc là chu chu chơ. Chu chu chơ. Chu chu chơ. Chu chu chơ. Tiếp theo chúng ta có từ xe. Đây là xe gì nhỉ? Cảnh sát, đúng rồi. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Cảnh sát, tiếp theo xe cứu hỏa này. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Tiếp theo xe này là xe máy. Mô tô chơ. Mô tô chơ. Mô tô chơ. Mô tô chơ. Xe buýt. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Xe khách. Khơ chơ. Khơ chơ. Khơ chơ. Khơ chơ. Máy bay thì nó gọi là phây chi. Phây chi. Phây chi. Phây chi. Tàu hỏa. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Tiếp theo này. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Xe gì nhỉ? Xe đạp. Đây. Tiếp theo này. Tàu cao tốc. Cao su lia chơ. Cao su lia chơ. Cao su lia chơ. Cao su lia chơ. Đây, giờ mình sẽ ôn lại một lần nhé. Máy mô tô chơ. Mô tô chơ. Mô tô chơ. Mô tô chơ. Xe cảnh sát. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Chỉnh chơ. Xe cứu hỏa. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Xiao phòng chơ. Đây, tiếp theo chúng ta có thể xe buýt. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Đây, tiếp theo xe tàu. Tàu gì nhỉ? Tàu hỏa. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Hỏa chơ. Xe khách. Khơ chơ. Khơ chơ. Khơ chơ. Khơ chơ. Đây, máy bay. Phây chi. Phây chi. Phây chi. Phây chi. Phây chi. Phây chi. Xe đạp. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Tự hành chơ. Hai động từ. Thứ nhất là động từ chua. Chua có nghĩa là các bạn đang ngồi nhá. Ví dụ này, ngồi xe buýt chúng ta sẽ nói là chua công cộng chi chơ. Đó là đọc chua. 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 Chua công cộng chi chơ. Chua công cộng chi chơ. Ngồi tàu hỏa. Chua hỏa chơ. Chua hỏa chơ. Chua hỏa chơ. Chua hỏa chơ. Ngồi máy bay. Chua phây chi. Chua phây chi. Chua phây chi. Chua phây chi. Ngồi xe khách. Chua khơ chơ. Chua khơ chơ. Chua khơ chơ. Chua khơ chơ. Thứ hai là được từ chí. Chí có nghĩa là cưỡi. Trong trường hợp mình phải tự đi cái phương tiện đó. Ví dụ mình có từ chí mã. Đó là cưỡi con ngựa. Đúng không? Cưỡi con ngựa chí mã. Đó là đọc chí mã. Chí mã. Chí mã. Chí mã. Đi xe đạp mình cũng phải tự đi nhá. Thì gọi là chí tự hành chơ. Chí tự hành chơ. Đấy, chí tự hành chơ. Chí tự hành chơ. Đi xe máy mình cũng phải chí nhá, mình cũng phải cưỡi này. Chí mô tô chơ. Chí mô tô chơ. Chí mô tô chơ. Chí mô tô chơ. Đây, bây giờ cô hỏi lại nha nào. Đi xe máy nào. Chí mô tô chơ. Đi xe đạp. Chí tự hành chơ. Ngồi tàu hỏa. Chua hỏa chơ. Ngồi xe khách. Chua khơ chơ. Đây, đúng rồi.